Ngay lúc này, có hai vị khán giả rất yêu thương Suka gọi điện về để nói chuyện trực tiếp với Suka, dặn dò Suka đủ thứ hết trơn. Thì câu chuyện về hai vị khán giả này như thế nào? Xin mời quý bà con cùng theo dõi trong đoạn video ngay sau đây ạ. Hoàng Linh miền Tây, kết nối trái tim Việt. Dạ, em chào chị. Hello. Dạ, chào chị. Suka kết nối với vậy. Dạ. Chị ở đâu vậy? Dạ, bên Biên Hòa. Biên Hòa. À, chị năm nay chị nhiêu tuổi? À, chị hơn em 10 tuổi. À, chị kêu chị đúng rồi. Dạ. Chị tên gì vậy? Hả? Chị tên gì? Chị hả? Chị tên Châu. Công việc chị làm cái gì vậy? Dạ. Nhà dạ. Làm lò bánh mì nè. Ờ, bánh dạ. Mì, bánh mì, bánh mì. Dạ, chị làm lò bánh mì. Lò bánh mì hả? Dạ. Ở Biên Hòa Đồng Nai hả? Ờ, mai mốt lên bán bánh mì không? Được. Sao không? Em thích ăn bánh mì đó. Mai mốt lên đây đi khám bệnh này, lên đây hết bệnh này, lên đây đi làm bánh mì chị nè. Có bánh mì. Bánh mì con cô con cái. Chị bao nhiêu đứa con rồi? Dạ. Một đứa hả? Dạ. Làm ngày mấy tiếng hả chị? Chị hả? Chị làm vậy? Từ sáng đến tối là ba rồi chị thức rồi. Tới chị làm cho tới 6-7 giờ chiều á. Ồ, chị cực ghê không? Cực ghê ha. Ờ, làm lò bánh mì mà. Đâu có ai bán đâu. Chị về nhà chị làm xong rồi chị bán luôn, không có bỏ mối, thành ra là không có mướn người. Suka ráng uống thuốc nha. Đấy. Mà Suka tính đi khám bệnh ở đâu, bệnh viện nào? Chắc mẹ em phải dẫn đi hội nghị của Cao Lãnh à. Đi lên Biên Hòa nè, có bệnh viện này á, họ khám về thần kinh giỏi lắm. Nói mẹ đi vậy rồi chị cho tiền xe đi. Dạ được, mẹ nói trước tiền rồi giờ khám nói dưới này mẹ. Trước. Khám trước tiền, khám ở dưới đây trước chị ơi. Đi từ bước đó, dạ. Dạ. Ừ. Đi từ bước. Tại vì bệnh viện ở trên Biên Hòa này có cái bệnh viện nó chuyên khám về thần kinh giỏi đó. Đó. Thì nếu mà mẹ với cưng chịu đi thì nên đây chị hỗ trợ tiền xe đi cho cưng với mẹ đi khám. Thì giờ các em cứ khám dưới đi. Rồi chừng nữa mà coi sao thì lên trên đây khám. Tại vì trên bệnh viện này bệnh lớn mà người ta chuyên khoa cũng lớn á. Thấy Suka dễ thương quá à mà thì bệnh. Nhưng mà bệnh của cưng á phải chịu khó ráng uống thuốc. Như là những cái gì á, cuộc sống thì ai cũng phải có cái suy nghĩ đúng không? Nhưng mà mình đừng có tiêu cực quá. Dạ. Mình bỏ bớt đi cho nó cũng cho nó thoải mái cái đầu óc. Đó, nghe chị nói chưa? Đó. Chị á giống như cưng á, nhưng mà được cái chị có đứa con phải không? À, hồi đó chị cũng khổ cho lắm. Chị thương chồng rồi chị cũng đi tìm đi kiếm mà cũng rồi lúc vừa quay cũng không có được gì hết. Khổ là khổ cho mình là phụ nữ nè. Cho nên á cưng thôi kệ ráng đi ha. Ráng mình bình phục, mình khỏe đi, cưng mới có 3-4 tuổi rồi. Sau này hữu duyên gặp được người đó thương mình thật sự giống như chị nè giờ. Như là qua được cái cuộc sống đó để giờ chị làm ăn thì cũng không, nhìn lên cũng không bằng ai, nhưng mình nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình. Cố gắng, chị thấy cưng là đẹp nè, khéo léo nè, giỏi nữa. Đó, chị khen. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Khải phái rồi. Đâu, nha. Dạ. Cố gắng nha. Đáng uống thuốc rồi nè, cho chị đang làm bánh lên thôi. Rồi dưới cảm ơn nha. Dưới cảm ơn nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hỗ trợ lót cái sàn đó, ngày mai lót đó. Cảm ơn chị hỗ trợ em. Ờ, nói anh Linh đo đi. Để gửi tin nhắn qua cho chị coi là khoảng hết bao nhiêu tiền. Để tối gửi qua. Chừng nữa cưng có đi khám bệnh đó. Chị có nhiều thêm được ít nào nữa thì chị hỗ trợ cho cưng đi khám bệnh nữa. Dạ cảm ơn chị nói chuyện không con nói đi. Cảm ơn chị nhiều. Nói chuyện với chị sao? Dạ. Thôi con em ráng giữ gìn sức khỏe ha, lạc quan lên ha. Dạ vậy cảm ơn chị nhiều. Rồi, chúc chị đi. Chúc chị nhiều sức khỏe, làm ăn công việc thuận lợi. Rồi nói chuyện đi. Dạ. Tiền.
Có nhiều tiền. Đi tìm ra. Bữa nào ship cho em hai bánh mì. Bữa nào ship cho em hai ổ bánh mì. Trời ơi, quá trời, chị thấy quá trời. À mấy anh YouTuber mà ship có hai ổ sao đủ ăn. Đúng rồi, Suka thôi. Bữa nào làm tinh gia, Suka nấu cà ri đi nha. Dạ, đúng rồi. Biết rồi. Bye bye cưng nha. Dạ bye bye. Chị làm đây ha. Dạ, cảm ơn chị. Chị tắt máy ha. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị, thì một chị Mạnh Thường Quân cũng rất thương Suka. Làm sàn gì anh Linh? Rồi mới điện trò chuyện với Suka. Thấy Suka rất là dễ thương, hiền, biết lo làm. Tuy là có cái bệnh thôi, chắc ra Suka rất là giỏi cô chú anh chị. Bệnh nhưng mà cũng biết lo cho mẹ. Và cái chị vừa điện á, thì cũng hỗ trợ cho Suka lót sàn luôn đó. Ngày mai anh em sẽ tiến hành lót cái sàn ở trong phòng của Suka với phòng bì dứ, được hai cái phòng loại mà nhựa mà cái kiểu thảm đó cô chú anh chị. Đó. Giờ giống như mà thay thế gạch bông vậy đó. Được không Suka, phải không? Đẹp luôn á. Thích phải không? Dạ. Không phải chị đó không, bây giờ còn một chị nữa bên chú Quyện. Bây giờ cái chị này đang kết nối với chú đặng điện cho con là nói chuyện. Mở lần lớn lên. Chào. Dạ con. Chào cô. À, hiện giờ người thứ hai điện cho Suka nghe cô chú anh chị. Dạ, cái cô thương dạ? Suka thứ hai điện ha. Bữa giờ theo dõi YouTube mà. Cô đâu vậy? Gọi chị đi. Chị ở đâu? Chị ở An Khê Gia Lai. Gia Lai. Ủa xa nghe. Gia Lai xa không? Gia Lai xa không? Mà nói đâu mà biết vậy. Dạ. Chị đi vô chỗ nhà em một ngày một đêm mới tới. Một ngày một đêm đó. Ở ngoài chị có dôi á, ngoài chị có dôi á. Sao chị biết con vậy? Biết trên YouTube. Đó, coi YouTube á. Chị đang làm nghề gì? Chị đang làm nghề gì? Đang làm nhân viên cho nhà nghỉ. Dạ. Đang làm nhân viên cho nhà nghỉ. Nhân viên trong nhà nghỉ. Nhân viên trong nhà nghỉ ha. Em không? Chị nhiêu tuổi? Chị nhiêu tuổi hả? 47. Ừ, 47 lớn rồi, kêu bằng gì phải rồi. Gì? Kêu bằng gì đi. Rồi kêu chị đi cho trẻ. Em khỏe không? Dạ khỏe. Chú ca ngon nha. Nhớ sáng là chiều cúng lễ nha. Cúng lễ cúng lại á, cúng lại dạ. Dạ con nghe. Đi lời thầy Trường Giang á cho mau hết bệnh ha. Dạ con nghe. Nghe lời thầy Trường Giang cho mau hết bệnh đó. Dạ cảm ơn cô. Nghe chưa? Con nghe. Lại anh hiện cho Suka số điện thoại của chị á, yên tất đèn cho con nha. Dạ. Là xin các bạn Zalo với con đang nói chuyện tâm sự đó. Dạ được. Chị có chồng con gì? Có co chồng con gì gì hả gì? Nhưng mà tới thì chị mới về thăm em được ha. Dạ. Sao không hỏi chị đi? Hỏi anh hỏi gì, có chồng con gì chưa? Ai hỏi? Có rồi chứ. Có mấy đứa? Có 4 đứa. Trời, 4 đứa luôn. Hai đứa có gia đình rồi. Hai đứa gái có gia đình rồi. Oh. Còn hai thằng trai. Hai thằng trai vậy là mai số cá luôn. Còn một biết học lớp 3. Đứa đi học lớp 3. Hỏi còn anh nào đẹp trai không? Một em học 19 tuổi. Đó. 19 tuổi hả? Ý, 19 tuổi em đó. Sao vậy biết con vậy? Thấy ở trên YouTube á. Đó, vì coi YouTube. Dạ. Nói chuyện với chú. Thôi con nói chuyện đi. Đâu nói chuyện với Suka mà. Dạ. Con coi Suka hết đó. Bữa nào cũng coi Suka hết á. Cảm ơn về chị. Chị coi Suka làm gì, hát hay là hài hay là la hét. Suka đừng có lên miệng nha. Tội nhiều lắm á. Hả? Ý là chị nói im á, em đừng có lên miệng á. Đừng có la nhiều. Đừng có la nhiều. Dạ. Dạ.
ba cho em nữa, em đừng có lo gì hết. Dạ, dạ cảm ơn chị. Nói em nghĩ la rồi. Em con nghĩ la rồi. Em hét không à? Con cái niệm Phật này đúng không? Dạ. Niệm Phật đỡ Phật mồm chứ con cái hết bệnh mà. Đó. Con cái khỏe mạnh lại rồi. Con cái đi làm. Con tiền đã la cho mẹ. Dạ. La cho mọi người nữa. Dạ, dạ. Dạ cảm ơn gì? Sao không hỏi gì nữa? Con nghe hát hay lắm nha. Dạ bốn nè. Sức hát hay đó. Hát nữa. Để xong chị về, chị với Suka hát xong ca ha. Đó, chị dạ. Nào chị về đó xong ca với Suka. Nói chị, đó chị cho ngoài đó về đâu? Về đây á. À, rủ chị đi, về đây đi hái lục bình, làm món lục bình gì đó. Anh quay cho Thu Trang chị hát ha. Dạ. Để rã chị gửi quay cho anh Hiền cho Thu Trang nghe ha. Đó. Không kêu chị hát một đoạn cho em nghe luôn đi. Vậy hát một đoạn cho con nghe đây. Liền đi cho nó. Có khách ở, đợi chút chị gửi ghi âm máy, hồi dạ. Tối chị hát đó, chị gửi quay cho em nghe. Cảm ơn. Rủ gì về, tại này nè mùa nước nè, cá linh đồ, cá đồng nhóc luôn. Đi bơi xuồng đâu đó. Bơi xuồng vui lắm. Hỏi chị thích đi bơi xuồng không? Dạ thích đi bơi xuồng không anh Linh hỏi kìa. ở đây không có biết bơi xuồng, cần về đó. Vậy Su Ca bơi cho. Vậy con bơi cho coi cho gì ngồi. Ừ. Đi hái lục bình nữa. Dạ. Không nghe bơi chở chú chị đây. Dạ. Nói chuyện à. À, không con nói đi, con nói với gì đi. Chị điện nói chuyện với Suka mà. Anh nuôi Suka đâu rồi? Anh nuôi đâu rồi? Anh nuôi giống hết rồi. Anh nuôi về quê rồi. Về quê rồi. Ngày mai anh nuôi qua. Ngày mai anh nuôi mới qua. Ngày mai anh nuôi qua lắp điện nha phòng. Ông thế anh em con bị toán thôi. Ngày mai anh nuôi lắp điện cao đường phòng. Anh nuôi giỏi lắm đó. Anh nuôi nhiêu điểm? Anh nuôi 10 điểm của em mà nói gì đó. Dạ. Anh nuôi là phải hỏi phải coi trường gian phải không? Hỏi cô. Phải anh. Tới hai anh nuôi lần hỏi anh nuôi nào? Anh nuôi nào? Anh nuôi trường gian. Đó, anh nuôi trường gian. Nào ở đâu? Còn anh nuôi Vinh Mập nữa. Anh nuôi Vinh Mập nữa. Là thợ nấu đó. Anh nuôi gì? Anh nuôi trường gian với anh nuôi Vinh Mập. Ngày mơ anh nuôi Vinh Mập qua. Qua để làm gì? Qua để ăn tan già đó mà. Còn cô lượm đâu rồi? Cô lượm đâu? Cô lượm ở nhà. Nói chuyện. Biết hả? Hồi tối hôm qua á, chị coi yên chứ cô lượm hát xong chê giọng cổ đó. Con muốn hát gì? Hát giọng cổ hay không? Hát cho cô lượm hỏi chị cô lượm hát hay không? Dạ. Em khỏe lại chưa? Dạ khỏe. Cố gắng niệm Phật đi cho mau hết ha. Dạ cảm ơn về nhiều. Hồi bữa giờ mấy ngày nay ở ngôi này chị cũng có nguyện cho em đó. Cảm ơn chị Lê. Cảm ơn. Chị biết tên của em nữa là Trần Thị Thùy Dương đúng không? Đấy. Dạ cảm ơn. Sao biết dạ phải ơi. Biết luôn ha. Ừ, cảm ơn gì nha. Em bé 4 tuổi. Dạ 4 tuổi. Dạ. Nói chuyện bạn đấy nè. Con nói đi. Chị nói chuyện với Suka mà cứ đưa nói hoài. Rồi nói đi. Cảm ơn gì? Không có gì. Chị giúp em hết bệnh lên chị vui rồi. Dạ. Nói chị ở ngoài có anh là đẹp trai không làm mai cho em người. Không. Làm mai người khác đâu để anh lên cho ai. Đó. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Không nói chuyện với chú nha. Hỏi chị đi. Điện với Suka mà kêu nói chuyện với chú. Bye bye Suka ha. Dạ bye bye. Chúc chị đi, chúc chị đi. Dạ chúc. Chúc gì sống lâu trăm tuổi. Giống Suka. Chú Hiền á, chú Hiền đưa số điện thoại rồi các bạn cho lô với chị nha. Dạ. Rồi chị gửi ghi âm quay chú Hiền cho em nghe ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn gì? Dạ. Rồi gửi qua đi. Gửi cho bảo.
chút đi, gỡ đi. Chút xíu à, chú gỡ cái dây. Rồi sao thấy thấy chị đó phiên niệm Phật gì đó có làm không? Nghe. Nè cho chú nói nè, con thấy rõ ràng không? Tức là hiện giờ trên cộng đồng mạng rất là nhiều người đang thương con, thấy rõ ràng chưa? Dạ. Nghe không? Bỏ điện thoại xuống. Đi ai, đây. Ai cũng quan tâm tới con hết trơn. Trong nước ngoài nước luôn. Đều là quan tâm tới Suka, hỏi thăm Suka, trông cho Suka mau hết bệnh nè. Rồi nhắc nhở Suka biết niệm Phật nè, ăn cho mau mau khỏe lại. Đó. Dạ. Quý gì đâu. Đâu phải mà một người mà để cho cả triệu người thương đâu phải dễ đâu Suka. Để con hỏi mẹ con coi đi khám bệnh ở ở Cao Lãnh xong rồi có đi xa hơn nữa. Từ từ tính đi. Xa hơn có tài chánh mới đi xa hơn. Có tài chánh. Từ từ đừng có gấp gáp. Đúng rồi đó. Đi ở đây trước cái đó. Mình bước từ từ. Bước từ từ đi rồi. Đi Cao Lãnh chừng nào đi con? Thì qua nhà rồi hết xong đi rồi rồi tính. Nha. Vậy được chưa? Dạ được. Rồi chúc Suka buổi chiều vui vẻ nha. Chào Suka. Dạ đây. Rồi. Cảm ơn mấy chị đã điện về cho Suka hỏi thăm Suka rất nhiều. Cảm ơn các chị rất nhiều nha.